Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VK Cook cùng bờ bếp nha. Hôm nay VK Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh bông lan rất là thơm ngon, được xuất xứ Đài Loan. Đó là bánh bông lan, đó, phô mai, đó, castella là rất là thơm và ngon cả nhà nha. Đặc biệt với hai cách mình sẽ làm là mình sẽ nướng, cách hủy và nướng kiểu bình thông thường các bạn sẽ thấy hai là bánh sẽ như thế nào nha các bạn nha. Rồi, các bạn cùng nhờ bài bếp của mình nha. Ok, và nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là các lát phô mai cheddar các bạn nha. Đó, khoảng 6-7 lát các bạn, tùy các bạn cho nhiều nha. Rồi bột mì sử dụng là 90 gram các bạn nha. Cùng với trứng gà là 6 quả. Và mình sử dụng là bơ là 45 gram các bạn nha. Dòng ăn cũng vậy, 45ml luôn. Rồi chúng ta sẽ có đường là 90 gram đường các bạn nha. Đó. Cùng với mật ong là 30 lít mật ong. Rồi cùng với sữa tươi là 130 ml các bạn nha, cùng với bột phô mai các bạn. Ok, thì đầu tiên giống như bao cái bánh bông lan khác thì đầu tiên mình phải tách cái đồng đỏ trứng gà và đồng trắng trứng gà đó các bạn nha. Đó, bánh đồng đỏ đi một trắng phi các bạn nha. Ok, sau khi tách trứng xong thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cho dầu ăn cùng với bơ vào cái chảo luôn nha. Mình sẽ đun cho cái phần bơ nó chảy các bạn. Đó, nó chảy hoàn toàn, sau đó mình sẽ cho bột mì vào để mình nấu sôi các bạn nha. Ok, và sau khi bơ nó tan hoàn toàn các bạn nha, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho phần nửa sữa tươi cùng với cái phần mật ong vào các bạn nha. Mình sẽ khuấy đều lên các bạn, cho nó sôi lại. Thì tiếp theo mình sẽ cho bột mì vào để mình đun lên các bạn nha. Cách làm này thì cái dân bông lan á sẽ rất là thơm ngon, nhưng mà có điều nó sẽ không có nở mặc dù cách làm thông thường các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho bột mì vào các bạn nha. Mình vừa cho bột mì vào và vừa mình khuấy đều các bạn nha. Đó. Bây giờ chín dùng bột mì các bạn. Đó. Ok, sau khi mình đã đánh bột xong thì bột này đã nguội các bạn. Mà lưu ý mình đã tắt bếp rồi các bạn nha. Tắt bếp đợi 50 phút cho bột nó nguội ấm ấm rồi. Bây giờ mình sẽ đánh lòng đỏ trứng. Rồi mình sẽ cho từ từ vào các bạn nha. Nó cách làm này giống như tương tự cách làm bữa trước mình làm bánh su que các bạn. Đó, mình sẽ cho từ từ vào. Đó, sau đó mình sẽ cho thêm sữa tươi vào nữa là mình sẽ xong cái phần lòng đỏ mình nha. Đó, mình vừa cho vào mình vừa khuấy đều lên. Ok, sau khi mình đã cho trứng thì mình sẽ cho cái phần nửa xương còn lại các bạn. Đó, mình sẽ cho vào khuấy đều lên là xong cái phần đỏ các bạn nha. Đấy, mình sẽ trộn cái lòng trắng sau khi đánh bông vào. Đó. Bạn nhớ lưu ý nha, mình chỉ dùng phương pháp cách là fold ha. Đó, fold đều luôn đó cho nó được miệng hoàn toàn các bạn nha. Ok, đối với lòng trắng thì tương tự mình cũng sẽ đánh lòng trắng nữa các bạn nha. Đó. Sẽ cho lòng trắng vào và mình sẽ cho đường vào mình đánh đều bông lên các bạn nha. Các bạn có thể cho vào một chút xíu nước chanh đó. Đó, hoặc là thay cho một chút xíu bột và tạt tạt đó cũng được, không thể mình đánh chung với đường thôi cũng được các bạn nha. Đó, ok, đánh cho nó bông lên miệng lên là khi mà cái hồng lòng trắng nó đổ ngã chóp đó, là ok. Mình về đánh giờ mình sẽ giờ cho đường vào từ từ khi hết đường lại xong các bạn nha. Mình sẽ tăng lên tốc độ tối đa và đánh khi nào mà nó đổ chót là ok. Ok, và cuối cùng lòng trắng đã cứng lại các bạn. Đó, đã tỏ chót rồi các bạn nhìn kỹ cái que nha. Đó, mình sẽ bật que lên các bạn xem. Đó, thấy không? Kéo lên là đổ chót thì là ok các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái hầm đỏ vào. Mình sẽ phun từ từ mình trộn để các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần lòng trắng vào lòng đỏ. Một phần lòng trắng vào lòng đỏ bạn nha. Mình sẽ trộn lòng trắng lòng đỏ từ từ lên nha. Đó, đừng cho nhiều quá, mình sẽ cho từ từ lòng trắng vào. Mình sẽ phun lòng đỏ trước. Đó, cho lòng đỏ quyện lòng trắng, sau đó mình sẽ đổ ngược lại cái lòng đỏ vào trong cái lòng trắng các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đổ ngược lại cái phần lòng đỏ mình đã phun lòng trắng chung vô cái phần cái lòng lại các bạn. Đó, vô cái lòng trắng còn lại mình sẽ phun đều lên. Đó, phun càng viện diễn thì lúc lát mình sẽ nước bánh sẽ nở thơm và ngon các bạn nha.
Mặc dù với cách làm mình nấu chín bột này á, thì nó có ưu điểm á, là bánh sẽ thơm, béo, mùi bơ, ăn rất là ngon, để lạnh cũng rất là ngon, hương vị khô. Nhưng mà ngược lại điểm á, nó sẽ không có nở bằng cái cách mà mình làm bông á, không có bông bằng cách mình làm kiểu như bình thường mình hay làm các bạn, tức là mình không có nấu bột trước đó. Với cách làm bữa này thì cho các bạn có thêm một lựa chọn, đó là bánh bông lan nha các bạn nha, rất là hay nữa các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái khay với vỉ nướng các bạn, hình chữ nhật các bạn. Mình đã lót sẵn cái giấy nớ này nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vào các bạn nha. Đó, thì mình sẽ cho 1/2, 1/3 cái lượng bột vào trước. Sau đó mình sẽ cho từng lát miếng phô mai cheddar lên. Và sau đó mình sẽ rắc một chút xíu qua bột. Sau đó mình cho tiếp cái nửa phần một phần lại các bạn nha. Lên là mình sẽ chuẩn bị nướng các bạn nha. Đó, sau khi mình đã cho 1/2, 1/3 lượng bột vào, bây giờ mình sẽ cho cái từng lát cheddar lên các bạn nha. Ok, sau khi cho phô mai cheddar xong, mình sẽ rắc cái một phôi bột lên các bạn nha. Đó, và sẽ phủ thêm một lớp còn lại lên là xong các bạn. Mình chuẩn bị bật lò nướng sẵn các bạn nha. Đó, khoảng 150-160 độ các bạn. Đó, mình nướng sẵn cho lò nóng các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ đổ hết những phần bột còn lại á, mình cho vào là mình chuẩn bị đem nướng các bạn nha. Đây là mình sẽ rắc thêm một chút phô mai bột lên là mình chuẩn bị nướng các bạn nha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ nướng cách thể trước để các bạn xem thành quả như thế nào nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước và mình sẽ cho nước vào. Sau đó mình đặt cái khay bánh nướng các bạn nha. Đó, mình sẽ nướng cách thể trước. Đó. Ok, và mình sẽ chuẩn bị đem nước mình nha. Với cách nước cách thủy thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150-160 độ C và thời gian sẽ là 60 phút. Còn đối với nước thông thường thì vẫn là nhiệt độ 150-160 độ nhưng mà thời gian sẽ giảm xuống còn 40 phút các bạn nha. Ok, và máy bánh đã xong lần đầu tiên các bạn nha. Các bạn cách thủy nè, rất là bông xốp các bạn nha, rất là đẹp luôn. Nhưng mà sẽ không có dạng cái mặt ở trên cùng các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng lần hai với phương pháp không có thủy các bạn xem nha. Đó. Mỗi phương pháp được có ưu điểm điểm riêng. Phương pháp đầu tiên á, cái thủy nó sẽ mềm, bông thì phương pháp thứ hai nó sẽ hơi khô xíu nhưng mà sẽ dạng mặt ở trên mình nha. Đó. Và đây là cái bánh thứ hai mình sẽ lấy ra. Đó. Phương pháp mà không cách thủy các bạn nha. Phương pháp nướng khô thì nó sẽ lên cái màu vàng rất là đẹp. Đó. Nhưng mà sẽ hơi khô nó xíu các bạn nha. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ cắt thử cho cả nhà xem thử nha. Ta da, cả nhà xem nào, nhìn ngon không nào, đó, thấy chưa? Với lớp phô mai béo béo, thơm ngon, à, rất là mềm mịn các bạn nha, ăn vào là xốp mềm mịn, thơm bơ, cùng phô mai cực kỳ ngon cả nhà ơi, rất tuyệt vời cho món bánh bông lan Đào Lan này nha. Rồi, chúc cả nhà có những trải nghiệm mới lạ với bánh bông lan Castella thơm ngon này mới lạ nha. Đó, rất là ngon, tuyệt vời cả nhà ơi. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Nhớ đừng quên like, share và đăng ký cả nhà nha. Bye bye.